Dạ con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Dạ con Bạch Sư, làm sao để biết được một người khác đã chứng thánh quả nếu mình không biết họ là bậc thánh nên đã hủy báng xúc phạm họ thì quả báo sẽ như thế nào ạ? Một người biết được một người khác là bậc thánh rất là khó, rất là không thể biết được. Như thời Đức Phật thì chỉ có khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật mới tuyên bố vị này là thánh nhân, vị này đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn khi mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi không ai tuyên bố nữa, bởi vì tuyên bố ra, người này tuyên bố người khác cũng sẽ tuyên bố, người khác sẽ lợi dụng. Và có những người còn là phàm nhân vì tham danh vọng chức quyền, tham danh vọng lợi dưỡng, người ta chưa chứng, người ta cũng tự tuyên bố để người ta được cái sự cung kính. Cho nên từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn không ai tuyên bố rằng người này chứng đạo quả gì cả. Và rất ít người khác biết rằng đây là cái vị này là thánh nhân hay là phàm nhân, mà nhất là những cái vị thánh nhân mà người ta vẫn còn tham sân si thì người khác vẫn cứ nghĩ rằng vị này là phàm nhân thôi, chứ không thể nghĩ rằng vị này là thánh nhân được. Vì vậy cho nên là để mà biết được cái vị đó là thánh nhân hay không thì chỉ có thánh nhân mới biết thánh nhân, thì mình hãy phải tu tập chứng ấy, thánh nhân ấy thì mới biết. Mình là phàm nhân sao biết được. Thế nên là hãy sống tôn trọng với mọi người thôi, nhất là với những người có học pháp, có thực hành pháp, có sống theo pháp, thì hãy tôn trọng cái sự học pháp hành pháp của cái vị đó để mình không có phạm lỗi khi vào là xúc phạm thánh nhân. Còn nếu như dù vô tình hay cố ý mình xúc phạm một vị thánh nhân rồi thì sẽ bị quả báo nhãn tiền ngay tức thì. Không bị quả báo nhãn tiền thì cũng bị cái quả báo đọa và đọa xứ ở tương lai. Nếu như một người đó mình tưởng người này là phàm nhân rồi mình hủy báng xúc phạm, tức là có lời nói xúc phạm hay có ý nghĩ ác ý đến cái vị đấy, thì nó sẽ có cái quả báo đó là trong cái đời này vị đó sẽ không chứng được thiền và không chứng được đạo quả, không chứng được thần thông. Nếu như vị đó là người tu tập, vị đó sẽ không không chứng được những pháp thượng nhân đó, cho dù vị đó có nỗ lực đến đâu. Nhưng nếu như vị đó sám hối nhé, thì nó sám hối thì vị đó lại thành tựu được. Nếu như vị nào mà đang thực hành pháp mà mình chỉ cần có cái lời nói xúc phạm đến một cái bậc khác là vào siêu thế rồi là thánh nhân rồi, thì nó sẽ ngăn chặn lại đấy. Nếu như chưa đắc thiền vị đó không đắc thiền, chưa đắc đạo quả vị đó không đắc được đạo quả trong suốt đời này. Đấy là cái thứ nhất, mà vị đó xúc phạm thánh nhân sẽ bị cái quả báo như thế. Cái thứ hai nữa là xúc phạm thánh nhân có, nếu như mấy cái ác ý lớn xúc phạm những cái câu nói lớn, mình sẽ bị cái quả báo ngay 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 lập tức ở đời này. Đó là sẽ bị cái quả báo gặp những cái họa ngay lập tức, có thể là mình sẽ mắc một cái tai nạn nào đó, gặp một cái tai nạn nào đó về thân, hoặc là mình sẽ bị mất mát về tài sản, hoặc là bị lửa nó đốt cháy, nước cuốn trôi, trộm cướp, hoặc là bệnh tật, tức là mình sẽ mắc một cái bệnh tật nào đó, mắc một cái tai họa nào đó về vua quan, tức là mình sẽ phạm một cái tội nào đó và bị bắt đi tù tội. Tức là mình sẽ bị mang một cái tiếng ô nhiễm nào đó, tức là mình sẽ rơi vào một cái tiếng xấu nào đó, tức là sẽ bị cái quả báo, tức là một trong 10 cái quả báo nó sẽ đến ngay ngay trước mắt. Thế là xúc phạm thánh nhân thì sau khi xúc phạm xong, sớm hoặc muộn mình sẽ bị cái quả báo nhãn tiền. Và cái quả báo thứ hai nữa, nếu như mình không sám hối hoặc là những cái tâm bất thiện đó nó không được đoạn trừ đi thì đến lúc chết sẽ đọa vào địa ngục, mà sẽ đọa thẳng vào địa ngục này. Đấy là cái tội xúc phạm thánh nhân sẽ như thế. Cho nên hầu hết là Đức Phật mới dạy là cần phải kính Phật, kính Pháp, kính Tăng là vậy, phải tôn trọng Tăng Bảo. Như là dù nó là thánh nhân, phàm nhân mình cũng phải kính trọng như là những bậc thánh nhân vậy, để mình không có rơi vào cái sự gọi là vô tình hay cố ý xúc phạm những bậc thánh nhân. Đôi khi có cả những cái người Phật tử tại gia, như thời xưa thời Đức Phật là vẫn rất là nhiều người, người ta chứng được thánh quả, mà kể cả mình xúc phạm cái người đó dù là người tại gia nhưng người ta là thánh nhân, mình vẫn phạm vào tội xúc phạm thánh nhân và vẫn bị những cái quả báo như vậy. Vậy vậy nên mà để mà biết được thánh nhân thì chỉ có thánh nhân mới biết được, không phải ai biết được. Nhưng mà xúc phạm thánh nhân dù vô tình hay cố ý thì vẫn bị quả báo khổ đau, không tránh khỏi, trừ khi mình sám hối thì sẽ hết.